Chào mừng các bạn đã đến với channel của Người Việt ở Florida, USA. Xin chào quý vị và các bạn. Hiện bây giờ là vợ chồng mình đang ở thủ phủ của tiểu bang Georgia, đó là thành phố Atlanta. Thực ra thì vợ chồng mình cũng đã có nhiều lần đến đi chơi rồi, nhưng mà hôm nay có khá nhiều thời gian rảnh rỗi, cho nên mình muốn quay cái video này để giới thiệu với lại quý vị và các bạn một công viên rất là nổi tiếng ở thành phố này. Đó là cái công viên mà đã từng tổ chức cái Thế vận hội mùa hè vào năm 1996. Rồi, bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng đi vào công viên này với mình nha. Thì cái công viên này nó nằm ở ngay cái khu vực trung tâm của thành phố Atlanta. Như quý vị và các bạn cũng thấy rồi ha, cái vùng đất này rất là cao. Những cái trụ mà thật là lớn mà cao đó đó, thì đó làm những ngọn đuốc mà thắp sáng cho cái Thế vận hội năm 1996 đó quý vị và các bạn. Để mình xoay qua một tí đó, nhìn ra ngoài phía đường coi, cái đường nó chuối xuống ha, ở cái đường, cái cổng chính để đi vô công viên nằm ở trên thế đất rất là cao. Rồi bây giờ mình đi từ từ vô nha. Các bạn biết không, thời tiết bây giờ ở đây là đã bước vào mùa đông rồi đó, tháng 11 rồi, cho nên trời khá là lạnh. Vậy mà mình cũng thấy có một số người á, họ đang chơi nước ở đằng kia kìa. Rồi để mình đi từ từ vô trong đó nha. Phải nói là trời hôm nay á, thì rất là lạnh, còn bị gió nữa. Nhưng mà mình cảm thấy cái không khí của nó rất là trong lành, cũng thích lắm. Lạnh thì mình mặc áo ấm, mình chùm nón vô thì nó cũng ok thôi. Quý vị và các bạn nhìn thẳng qua bên suốt ở phía bên kia đường, ở trên cao có cái tòa nhà, rồi có cái chữ CNN á. Quý vị và các bạn biết đó là gì không? Đừng có nói là CNN nếu mà theo tiếng Việt mình là chúc ngủ ngon nha, không phải đâu. Cái chữ CNN á, tức là cái chữ viết tắt của cái từ Cable News Network. Tức là nếu mà dịch ra tiếng Việt mình á, có cái nghĩa là mạng tin tức mà truyền hình cáp, tại vì cable mà. Thì đây là một trong những cái mạng truyền hình cáp mà nổi tiếng của nước Mỹ. Thực ra thì đây là chỉ là một cái trụ sở, một trụ sở lớn của đài truyền hình CNN. Nhưng mà thực ra cái trụ sở chính của cái đài truyền hình này thì đặt ở thành phố New York, chứ không có phải là đây là đài bán doanh đâu nha. Ngoài dân địa phương ở đây thì mình thấy cũng có khá nhiều du khách tới đây chơi á. Cũng giống như tụi mình thôi. Rồi để mình quay máy qua một phòng để quý vị và các bạn xem cái mặt ở phía bên này ha. Ở phía xa xa mình có thể nhìn thấy cái Skyview Atlanta đó. Thì lên đó mình có thể ngắm được toàn cảnh của thành phố Atlanta. Rồi bây giờ để mình đi qua cái khu vực bên kia nha. Thì công viên này cũng rộng lắm quý vị và các bạn. Ở bên kia mình thấy cảnh rất là đẹp. Cũng còn một số cái cây á, vẫn còn cái màu lá khá là đẹp ha, chưa có rụng hết. Rồi để đi từ từ qua bạn. Trên cái đường đi á, thì mình nhìn xuống mình thấy những cái viên gạch có khắc tên. Thì hồi nãy mình hỏi á, thì cũng là một người du khách giải thích thôi, thì họ nói là cái đó là tên của những cái người mà tham gia cái Thế vận hội ở đây á. Thì mỗi một người cái họ bỏ tiền ra họ mua một cái viên gạch, và họ khắc có khi là tên của họ, có khi là tên thân nhân của họ, rồi họ để lát ở đây để làm kỷ niệm. Nè ha, đây nè, đây là cái thân của cái ngọn đuốc
của Thế vận hội đó, mình có thể thấy cái chữ Centennial á, tại vì năm 1996 á là kỷ niệm 100 năm của ngày thành lập Thế vận hội. Nè ha, có quá nhiều tên được viết ở trên viên gạch mà lót dài theo con đường này luôn nè. Rồi bây giờ thì để mình đi từ từ qua cái khu bên kia nha, qua bên cái khu vườn đẹp ở bên kia kìa. Mình đang xoay máy ra cái hướng ngoài đường nè, cảnh rất là đẹp luôn. Lá rụng khá là nhiều đó, nhưng mà còn nguyên một cái nhóm bên kia lá đẹp quá. Ờ đây để mình zoom lại cho các bạn xem. Alana ha, 1996. Phải nói là Thế vận hội năm 1996 đó đó, thì đó là một trong những cái kỷ niệm buồn của người dân Mỹ ở đây cũng như là cho Thế vận hội. Tại vì quý vị và các bạn có nhớ không, cái năm 1996 á, khi mà Thế vận hội đang diễn ra ở Alana này nè, thì lại có một cái vụ đánh bom. Làm cho mình nhớ là lúc đó như là làm cho một người phụ nữ bị chết và bị thương cũng cả trăm người á. Nhưng mà cái những cái cuộc thi đấu á thì vẫn được tiến hành thôi, chứ cũng không có bị dừng lại, cũng không có hủy bỏ. Rồi sau đó thì cái người đánh bom á cũng đã bị bắt rồi, nhưng mà vẫn để lại một cái kỷ niệm rất là đáng buồn. Rồi ha, thôi không nhắc tới cái kỷ niệm buồn đó nữa nha. Bây giờ mình sẽ quay tiếp cho quý vị và các bạn xem nè. Trời, cảnh quá là đẹp luôn. Nè quý vị và các bạn nhìn coi. Hồ nước và những cái tiểu cảnh ở đây á, nhìn rất là hay. Mình thích nhất là những cái màu lá đẹp ghê luôn á. Ở Florida mình á, vào mùa thu á, cũng không có được những cái lá như thế này nữa. Cho nên người ta mới thích đi chơi, đi qua tới những cái chỗ lạ để mà người ta ngắm cảnh ha. Đó, cảnh đẹp ghê chưa? Đẹp quá. Bên kia có một cái dòng nước họ làm giả thác á, chảy từ trên xuống trên những cái bậc tam cấp á, nhìn đẹp ghê ha. Ôi thôi chết rồi, máy mình gần hết pin rồi. Sorry, bây giờ mình phải dừng video lại ở đây thôi. Mình rất cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video này của mình nha. Cho phép mình được chúc quý vị, các bạn cùng với gia đình luôn luôn được vui, khỏe và mọi điều như ý nha. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ha.